Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký, cập nhật những clip tiếp theo từ mình thôi nhé. Tiếp tục video hôm nay mình chia sẻ cho bạn tham gia một dự án là Alibun Fancy nha các bạn. Để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, mở Telegram gặp Start Chatbot nè các bạn. Rồi, các bạn bấm Start, mình sẽ nhận được 100.000 token ALM nè các bạn. Rồi bấm Start nha các bạn. Rồi, các bạn join vào kênh Telegram group nè. Cho nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào. Rồi các bạn bắt đắp lại, bấm đòn. Tiếp tục các bạn like và retweet tweet tăng 3 người bạn nha các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Đây thì nó không có yêu cầu các bạn hashtag, các bạn chỉ like và chia sẻ mà dưới game các bạn. Ok, hiện tại là 24k tweet và 6.000k bình luận, mình tweet chia sẻ tweet nha các bạn. Rồi các bạn tham ba người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau khi tweet xong các bạn bắt đắp lại cái inbox nè, các bạn bấm đón. Tiếp tục các bạn điền lại username Telegram các bạn đã chọn xào nha các bạn. Thì các bạn mở Telegram, các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền lại username Twitter của các bạn đã follow dán nha các bạn. Không winvnh9. Tiếp tục các bạn enter gửi địa chỉ với BNB sẽ mã chain trên với chocolate MetaMask. Enter cần Safiban nha bạn. Các bạn copy địa chỉ sẽ mã chain của mình. Hiện tại những cái đồng coin đang tăng trưởng đây các bạn. Rồi. Các bạn gửi vào các bạn. Support nè. Rồi, mình đã nhận được 100 triệu token có hiệu ALM nè. Rồi, một bấm vào cái phơi mà chia sẻ, lấy liên ghép chia sẻ trong bè những người thân nữa để kiếm thêm token nè. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia trên góp nhận 100 triệu token có hiệu ALM đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.